Hello, hello, Tuyền xin chào mọi người đã quay lại kênh Nước Kim Tiền Hàng Quả nha. Đây, hàng đã đi cho anh chú rồi ha. Rồi, trở về, tiếp. Bữa nay đừng bữa quay sớm. Rồi, bữa nay Tuyền lên được 67 số anh chú ha. 67 số, ôm hàng qua phụ nó đi. Dặn dặn nó có hai cục bên kho bả nữa, hai cục lớn á. Rồi rồi bắt đầu vô số 1 ha. Rồi bữa nay bánh xe với đồ nghề. Rồi số 1, rồi bữa nay mấy ông hết thấy cái nồi huyền thoại rồi mấy ông ơi. Nồi em nói rồi, nồi đã hết rồi mà mấy anh không tin đó. Đây số 1 nồi hết rồi mấy anh chú nha. Rồi bắt đầu số 1, bữa nay em xả hai cây này nè. Cây này là cây gạt mưa nè, cây gạt nước của xe ô tô á, gạt nước xe ô tô nha. Cái này xây của nó là 450 nè mấy anh chú ha, 450 nè, 450 ml nè. Cái này nó có một cỡ một mấy anh chú ha, gạt mưa. Cái này này tiền xả ha, tiền xả luôn. Cái này hàng nó, cái này của Trung Quốc á, Trung Quốc xuất Nhật á. Đây, ủa đâu rồi, ủa một cây gì nó có một cần hả ta? À đúng rồi chứ, một hộp một cần nó. Cái gạt nước xe ô tô nè, cái này tiền xả bữa nay là nhiêu ta? 20.000, 20.000 một cây, là một cặp này là 40.000 ha. Một cặp 40.000 nè. Cái Ninh China ha, Ninh China. Đó, xả luôn. Cái này mấy anh chú nào mà làm ga ô tô, sửa xe đồ hay gì đó. Cái này mình muốn lấy số lượng nhiều để mà ráp gắn sửa rồi cho khách á, thì liên hệ em luôn ha. Inbox vùng kính có giá mềm luôn nha mấy anh chú ha. Đó, đây. Số 1 ha. Trời ơi, dán gì ngay chỗ này nó không có thấy số luôn á. Số 1 là 40.000, một cặp này xả luôn. Tết nhất tới nơi rồi. Đó. Xả gom vốn đặng mình bán hàng Tết. Rồi, số 1 40.000. Rồi, số 2 nè. Số 2 là giữ kim cương mấy chú ha, thì cũng như thường lệ, số 2 giữ kim cương. Mặt hàng này bên Tiền shop Tiền lúc nào cũng có ha, giữ kim cương. Cái này rất là tiện sử dụng, mình giũ dao giũ kéo kéo đồ mình giũa cái lục á, mình liếc ra gì cái là nó bén rồi mấy chú ha. Rồi số 2 nè, 120.000. Rồi số 3 ha, số 3 bên đây là đá mài, mà đá mài về mấy chú ha. Đá mài, đá này đá mới mấy chú ha, đá này đá chưa sử dụng mấy chú nha. Nè đá mới ha, Katashiwa nè, hàng mới à. Cái này nó độ mịn của nó là 6.000 10.000 mấy chú ha. Nè, độ mịn của nó 6.000 10.000. Đó, nói chung là đá này xài ok á. Trước em bán cũng nhiều mà sao đợt này nó lâu hàng về quá. Ha. Lâu hàng về quá nè. Nó có một cái đế này nè, đế này đế hít nè, nó chống đóng đóng chống trượt đá. Nó nằm trong cái hộp gì. Đó, đá này số 3 ha, 120.000. Mấy anh chú nào chốt đá thì cứ chốt mã thích mã nào á, chốt gọi em. Để nè, để đá vô. Rồi số 4 một dao ghép ha. Dao ghép nè. Đó, số 4 một dao ghép, dao xếp nè. Xếp nhỏ gọn ha, siêu bén. Giá thì rất là rẻ luôn. Rồi số 4 70.000. Số 5. Số 5 kéo cắt vải luôn mấy anh chú ha. Cho cái cần đi bạn ơi, không làm ăn không có hở, không có cái cần ở chỗ này nó kỳ kỳ sao á. Cái cần huyền thoại. Ây da, rồi rồi cái tem dán đâu rồi, em gớt đâu mất tiêu rồi.
Số 5. Cắt cho miếng giấy khác rồi. Em dính đâu mất tiêu rồi. Số 5 cây này xây này nó 29 xăng bánh chú ha. Kéo này nó dài được 29 xăng. Đây. Cắt vải thì siêu bé. Đó. Cái này bao bánh chú xài luôn nè. Đó. Cắt siêu bé luôn. Nhận hàng, test hàng luôn. Cái này số 5, kéo cắt vải này là số 5 bánh chú nha. Nè giấy này nè. Có dao chưa, băng keo chưa? Ủa tự nhiên ghim cái cân qua rồi dính vô cân đâu muốn tiêu rồi. Rồi số 5 150.000. Số 5 150.000. Rồi số 6 luôn. Số 6 cây này thì nó dài 26 xăng bên chú ha. Hồi nãy có chỉ nó hai cục hàng bên kho không? Có. Số 6. Số 6 là dài 26 xăng. 130.000. Đó. Quá tuyệt vời. Số 7 nè. Cây này số 7, cây này số 7 nó dài là 31 xăng bánh chú ha. Nó thép trúc nguyên khối. Chốt tán đồng nè. Kéo cắt vải. Bao bén luôn. Rồi số 7 ha, 170.000 luôn. Rồi số 8 nè, số 8 là một cây tỉa cành. Kéo này kéo tỉa luôn. Kéo tỉa này ha, mình tỉa hoa, tỉa lá. Tỉa Tết nhất rồi. Mình mua mấy cái cây này ha, giá nó rất là rẻ nhưng mà nó rất là siêu bén bên chú. Nè, tiền cắt ha, nó thật sự. Đây. Một lớp dưới này nó có găng cưa ha, lớp ở đây là mặt trơn. Tiền cắt những cây cành lớn luôn á. Bình thường là tiền lấy cái kéo này tiền xài rồi tiền tiền quay video á. Nè bữa nay là thấy bữa nay là dữ lắm luôn, mình thấy nó cắt nó hơi không ngọt rồi đó, thấy không? Chứ bình thường dữ dằn bán luôn. Rồi, nó có 50.000 thôi, số 8 50.000. Rồi số 9. Số 9 bữa nay là quay lại. Đây, bánh xe. Bánh xe này là bánh này 150 bánh chú ha. Đó, hàng này hàng bãi tùy không có vệ sinh nè. Đó, bánh xe này nó chạy thì nó có sần ha, nó sần bánh ha, nhưng mà bánh cái chất liệu bánh thì nó còn tốt, khá tốt chứ không phải là nó bị lão quá nha bánh chú. Hàng nó chạy nó chạy suốt lại cái chuyện bình thường. Còn mà hàng nó để lâu ngày mà nó bị lão quá bánh xe là nó khác nữa. Đó. Cái bánh xe này nó còn rất là tốt luôn ha. Còn chuyện là nó chạy là cái chuyện bình thường. Đó, còn đây nè, thép nó còn sáng giới ha, mấy cái sắt của nó nè. Còn sáng giới luôn, mới tinh luôn. Còn chỉ có bánh xe là nó sần thôi, chứ còn bình thường mà nếu mà hàng lâu ngày á nó bị lão quá cái này, lão quá bánh xe nè, rồi cái sắt này nó bị xét, nhất là nó nằm ngoài mưa ngoài đồ á. Bánh này là 150 miếng chú ha, 150 á. Đo gì nhỉ? Nhìn không thấy gì, nhìn đo ra đây cái mặt bích của nó nè, mặt bích của nó là nó 9,5 ha. Cái chiều dài nó là 1 tấc 1,50 ha. Cái phi bánh ngang nó là nó gần 5 phân nè, rất là dày. Bộ này 4 cái ha, 4 bánh 2 bánh xay, ở 2 bánh khóa và 2 bánh không khóa ha. Xay thì bánh nào cũng xay ha, xay thì bánh nào cũng xay hết. Rồi cái độ cao của nó nè, đây cái này nó từ ở mặt đất lên tới đây là 1 tấc 8 1 tấc 8,50 á. Cái hàng này có cái nó bị rỉ đây xíu hả, không có bánh thì nó chày, có bánh thì nó cũng không chày lắm. Đây nè, khóa là nó gì nè mấy chú ha, hàng nó lộn xộn nhiều, cái nó có chỗ nào nó nằm ở ngoài bề sắt nha, ngoài ngoài mưa thì cái này nó bị xét nhiều nè. Nó khóa rồi, cũng ngắt ha. Ừ. Cái bộ này á 8,5 kg mấy chú nha. Nè. Không, hàng người ta còn đẹp hơn. Hôm bữa thằng em nó lụm một cái hàng lên thấy ghê luôn. Mấy cái hàng đó là em quăng qua một bên thôi ha. Nè, bánh xe thì nó chạy là lần bánh xe là chạy cái chuyện bình thường. Này từ không có vệ sinh luôn. Đó. Cái bộ này á là số 9 ha, 500.000. Mấy cái hàng này nó nặng 8,5 kg, chưa gói hàng ha, đóng gói ra thì nó có thể là 9 đóng gói ra thêm nữa đó hả,
cái này nó phải mấy chục ngàn tiền ship, giá hàng nặng ship thì nó hơi cao xíu, nếu mà anh chú chuyển khoản thì tiền bao ship nha, chuyển khoản thì nó không có thu COD tiền bao ship được. Rồi số 10 ha, bánh này cũng còn mấy bộ nè. Số 10 bánh này là bánh dạng bánh lùng ha, bánh lùng, bánh này bánh không có khóa, bánh này không khóa, bánh này là nó cái này mấy anh chú ha, chịu tải rất là cao luôn nè, nè mấy anh chú ha, thấy đen nó dày ha, nè bánh xe thì chạy thì bánh xe nó xày ha, hàng đã qua sử dụng mà, nó còn bánh mà cái chất liệu bánh nè, mấy anh chú ha, chất liệu bánh còn rất là ok, phi này là phi 75 nhân 45 ha, ngang 45, đó thép nó rất là cực kỳ dày luôn, thép này nó gầy dày hơn 6 ly hơn luôn nè. Cái mặt bích này mặt vuông nè, mặt này nó tắt vuông, tắt vuông ha, cái này chạy nó rất là đầm, cái này nó đầm, cái này nó độ cao của nó là nó tắt mốt à, tắt mốt ha, cái bộ này tắt mốt nè. Rồi cái này nguyên cái này 4 kg nè, ố 4 bánh như vậy mà nó 5,5 kg ha, 5,5 kg ha, số 10 là 400.000 ha, hàng không vệ sinh nè. Rồi số 10 400.000, 400.000 bộ. Rồi mấy anh chú mà ưng cái thích hợp cái số nào thì cứ chốt cho tiền. Rồi số 11 này có một bộ, đúng một bộ luôn. Tiền đang soạn ra này còn nó có đúng một bộ thôi chứ nó không có số lượng nhiều á. Cái này là phi, cái này nó cũng giống. Cái này nó 70 nè. Ha. Hồi trước cái này nó tiền có bộ 65 á, cái này nó 70 mà nó không có khóa ha. Đó. Bánh là bánh đặc luôn nè. Bánh đặt tới dày á, dày hôm nay thì còn có một cái bạc đạn đũa ngang thì nó đó, master bánh còn còn rất đẹp nè. Này nó có một bộ một nha anh chú, cái này tám xăng, cái này tám xăng vuông ha, cái này cao của nó là 9,5 phân, chưa đường tắt ha, 9,5 phân. Đó, bộ 4 cái. Rồi số 11 300.000. Cái này một bộ. Bữa nay là tiền soạn lên có bộ nào là lên bộ nấy á, không có số lượng nữa. Số 11 300.000 ha. 12. Đây 12, hôm nay soạn cái này cũng ra cũng còn nữa nè. Cái này bộ này 7,5 kg. Mấy cái này chịu tải cũng khá cao luôn anh chú ha. Cái bộ này phi nó cũng nhỏ mà nó nặng, nó có nguyên một cái niềng để bảo này làm gì biết, nó bảo vệ cái bánh xe. Đó, cái bánh này như mới lắm. Nè, cái này là không có vệ sinh đó. Này vệ sinh là bánh này còn khá mới luôn ha. Cái này trong đây nó có niềng sắt gan. Chú thấy heo nâu cũng còn đẹp hết. Đây nè, cái này nó bề mặt này của nó là 9,5 ha, ngang này của nó là 8,5 đó. Cái này nó cao được 1,4 minh chú ha, từ dưới mặt đất lên 1,4 ha. Bánh là nó để thông số bánh của nó là 4 x 38, 4 x 38 là sao, này 1 tấc nè, bánh này bánh 1 tấc nè, nó để phần cái này 4 à, 1,38 đó. Bánh thì rất là đẹp ha, niềng đồ còn mới hết trơn luôn. Nó bộ này 4 cái này mà nó 7,5 kg ha, 7,5 kg. Rồi số 12 giá của nó là 500.000 luôn. Mấy cái hàng này chuyển khoản bao ship. Rồi số 12 ha. Rồi số 13 nè, 13 bộ này, bộ này bánh là bánh nhựa mấy chú ha, cái này nó bằng nhựa nè, cái bánh này bánh cố định mấy chú ha, nó không xay nè, bánh này là bánh cố định không xay. Ủa sao bưu điện nó đứng đó luôn rồi. Cái này 14, cái này nó cao 14 mấy chú ha, 14. Cái bộ này là nó nặng hai khóa ha, hai khóa hai không khóa, hai khóa
hai khóa mà xoay, còn cái này cố định. Bộ này nó nặng 7,5 kg luôn. Cái bánh này nó có chày, giống như nó bị cấn một cái lần gì đó, nó chày lần này ha. Đây nguyên cái bánh, bánh còn khá tốt, không mòn. Nó có một bộ này. Rồi cái này nó 1 tấc 1,50. Cái này bề ngang của nó là 1 tấc. Chết rồi, quên đăng vô đây. Rồi số 13 nè. Số 13 bộ này ha, 500.000, 7,5 kg, 500.000. Số 13. À cái này nó có chỗ bơm dầu vô nè, cái núm bơm dầu nữa nè. Rồi. Rồi 14. 14 là bộ này. Đây 14 là bộ này ha. Cái bộ này nó à, bộ này cái clip trước từng có đăng rồi đó. Bộ này còn mấy bộ. Đây, bộ này. Đây nè. Đẹp ha. Ý là tiền nói đẹp á. Đẹp ở đây là đẹp đây. Đẹp mấy cái dùng khác này nó còn mới. Còn bánh xe thì nó dấu chày ha, tiền không có vệ sinh á. Có sao thì để vậy, tại hàng nó nhiều quá, tiền không có vệ sinh. Nhưng mà mấy cái này thì nó không cần thiết vệ sinh, tại vì bánh xe mà chạy dưới đất mà anh chú ha. Chứ phần mình nó tải dưới đất mà mình đẩy dưới đất mà mình vệ sinh ra thì nó cũng vậy, sáng giá sáng mới bán mắc giá thôi. Còn cái này nè, mấy chú nhìn nè, đó không, thép của nó còn rất là đẹp, sáng giới luôn ha, không chày rồi. Còn bánh xe thì đặt dưới đây nè, rất là chày thì cái chuyện bình thường nè, bụi nè ha, hàng bãi mà, nó tiền đẩy ra nó sáng lên liền ha. Factor, cái này chạy nó rất là đầm ha, bánh đôi nè, rất dễ đầm dễ lái. Bánh này nó bánh dưới đây là lằn bánh nó chày thôi, chứ còn bánh nó còn mới, nó không có bị lão quá bánh nha. Bữa báo mấy anh chú hỏi mà từng nói hết rồi nè, 9 phân ha. Cái này 9 phân luôn, 9 phân vuông. Bữa mấy anh chú hỏi mà từng báo hết á, tại vì hàng nó từng không thấy nữa, không có dám lãnh nữa. Cái này 7. À này chắc là 7, 70 nè, 75 mà. Từng không thấy nó để thông số. Này nó một tấc mốt á đó, nó như vậy ha. Rồi số 14, cái này nặng gần 4,5 kg. Này 14 ha, 350.000. Đó, bữa nào anh chú nào mà hỏi tiền báo hết rồi, hôm nay anh chú xem coi lại dùm tiền ha. 14 rồi 15 cái này là bữa nay mới lên clip nè, soạn ra mới có loại này. Loại này nó cũng không có khóa mấy chú. Cái này thì tháo, anh này tiền để y băng keo như vậy nè. Trời, cái thằng ngang cửa làm như có thù với mình hay gì á. Ngủ nhậu hoài mình không nhậu, cái nó làm như nó có thù gì, mỗi lần mình lên video nó bắt nhạc lớn thiệt là lớn. Quỷ sứ. Đây cái bánh này á, nó đây nè, tại tiền để y thanh vậy á. Có cái nó bạn nguyên cái lô này hầu như nó bao rất là nhiều mấy chú, nó bao mấy cái này nè, giống đây vậy. Này đó, cái này nó y như phi 65 bữa, nhưng mà cái này là phi 75 mấy chú ha. Cái này nó không có khóa nè, mà nó có dạng, nó có bắt ốc ở đây nè, không biết nó làm cái gì ha. Nè, nó bắt ốc đây nè đó, bánh nào như bánh ấy, mấy cái này cũng vậy nè. Cái này nó băng hơi nhiều gì nè, nè đó, nó không có cấn nè đó, mới tình bên chú thấy không. Nè, nó bắt còn bát ở đây nữa nè.
Cái này hình vậy luôn, cái này có không khóa mình chú ha, cái này nó một tấc, một tấc lẻ năm nè. Cái này bề ngang của nó là 8 phân. Cái này nó cao một tấc luôn anh chú ha. Cao tấc luôn á. Rồi cái bộ này nó số 15 ha, số 15 280.000. Cái này được nhiều bộ. À, được đâu có chục bộ á. Một bao nó chắc không tới chồng, chắc 7-8 bộ gì á. Đó mấy anh chú mà có bắt cái gì mà nhiều á thì nó có một cỡ thì nó cái này ha, 15 280.000. Rồi 16, 16 này có còn một bộ luôn. Đúng một bộ. 16. 16 cái bánh giống cái bánh đồi hồi nãy ha, nhưng mà nó loại một chiếc nè, một chiếc tròn vuông ha. Này cũng master luôn. Đó mấy cái này thấy tải rất là cao mấy chú ha. Mấy cái này nó rất là dày. Tải cao lắm. Đây cái này 9 phân ha. 9 phân vuông. Nè bánh của nó nè. Bánh nó dài 5 phân ha. Cái này phi bánh thì tiện không biết bao nhiêu. Nó để là nó để thông số đây nè. Nè. 600 nè. 600 ha. Cái này có một bộ một thôi. Dính chày, chày giờ nữa ha. Đó. Cái này có một bộ một. Rồi số 16 ha. 350.000 để thằng khoan nó từng đo nữa. Tại vì cái này nó thấp. Cái này nó 9 phân à. Cao 9 phân à mình chú ha. Cái này đẩy đi nó rất là đầm. Rồi số 16 ha. 350.000. 16 là 350.000. Rồi 17. Đây 17 bữa trước báo cũng hết luôn. Mà bữa nay soạn ra đó. Mà hết rồi. Chọn bao này là bao cuối rồi. Phi của nó 2450 mm. Master. Cái này nó chịu lực cùng cái đế nè. Cái này nó hơn 7 phân hay mấy chú. Hơn 7 phân tí. Đó. Cái này nó cao được 8 phân. À. Cao 8 phân ha. Rồi cái này nó có một bộ trên trên clip thôi ha. Đó, một bộ trên clip. Rồi số 17 270.000. Rồi 18 nè. Đó 18 thì bộ này cũng y chang vậy luôn. Màu trắng. Cái này đế trắng. Đó, cái này hơn 7 phân vuông đó. Cái này nó phi nó ký hiệu nữa nè, 60 ha. Đó. Cũng còn một bộ trên clip thôi mấy anh chú nha. Nè. Chóc cái nước sơn. Rồi số 18 ha, 270.000. Mấy bộ nhỏ này là hết rồi. Ừ. Rồi 19. 19 có một bộ nhỏ xí luôn nè anh chú. Mà ác lắm, mấy bộ nhỏ thì nó có xẹo à. Bộ lớn nó nhiều minh thiên trời đất. Đó, 19 có một bộ luôn. Cái này thấy cưng ghê á. Mấy cái này chịu tải nè. Mấy loại này chịu tải, chứ còn cái dạng này nhỏ thì mấy chú tải nhỏ thôi. Cái này 5 phần rưỡi. Cái này 5 phần rưỡi vuông ha. Nè, nó ký hiệu của nó mỗi khứa ha. 490 thằng mấy bánh xe về ha, kiếm con loại con mắt á. Kiếm trời ơi. Cái này tăng nè mấy chú ha, dặn lên là tăng, dặn lên là đẩy bánh xe đi thôi ha. Có cái này nó hơi xét đây. Đó. Bộ này khá đẹp ha. Rồi bộ này 200.000, số 19. Quên để cao nhiều nữa. Này cao 7 phân anh chú ha. Số 19, 200.000. Rồi 20 cái bộ 63. 6 phi 63 nè.
sáng ba bữa lên clip đầu tiên bánh xe về á, mà nó hết hàng à, mà nó bữa nay gom lại nó lòi ra được 4 bánh nè à. Mấy cái hàng này là tiền không có vệ sinh á, mấy chú nhìn thấy nó vậy đó. Rồi 5/8 ha. Cái này cô nói là 6/8 nè. Nè, phi 63 nè. Ha, 63 x 30. Đó, bánh xe thì nó chạy chạy vậy ha, nhưng mà cái kiểu bánh mới nè. Cái kiểu bánh nó không có phải bị lậu quá hay là nó cũ. Cái này là bốn bánh gài hết mấy chú ha. Nó còn có 4 bánh gài thì lên 4 bánh gài. Nè. Giờ thôi ha. Nè đó. Rồi, cái số 20 này ha, 200.000. Có một bộ thôi. Còn mấy cái kia là nó si ba chao hết trơn rồi, nó nghiêng, nó ngã, nó xéo. 20 là 200.000. Rồi 21 cái này là nó có đủ 3 bộ nè. Trong này là nó 3 bộ nhỏ nè mình chú ha. Cái này là nếu mà ấy thì tại từng tính cái mình chú muốn mua nhiêu nhiêu ha, 20.000 cái nè. Đó. Còn hết thảy trong cái sọt này là nó được 3 bộ. Cái này thì không có vệ sinh nè. Nè. Đó. Mấy chú không? Sáng giới cái này màu xám ha. Cái bánh màu xám nè. Cutter. Cái này phi 20 nè, 20 x 50 ha, 20 x 50. Đó, phi 20 ha. Phi 50 x 20. Đó. Cái này bánh nhỏ nè, bánh chú về bắt được cái gì? 5 hơn 5 phân ha. Này ngang của nó là 3/2. 5/2, 3/2. Cái này cao của nó tầm 6 phân ha. 6 phân rưỡi. Đó. Cái này nó không có khóa mấy anh chú ha, nó cứ vậy thôi. Nè nó được 3 bộ ha. Cái này chiều là nó mười mấy cái. Rồi 4 6 8 10 12 13 cái nè, thấy không? Dư cái nè. Rồi. À, số 21 là 20.000 cái, tính lên thôi. Bộ nó là 80.000. Tại từng ghi cái mấy chủ mua, có nhiều người mua hỏi mua 6 cái hoài gì? 21 ha. 70. 7. Ủa 21 20.000 cái. 22. 22 cái này cũng nó có loại này thôi. Nó loại vậy thôi mấy chú ha. Nè, nó khóa hết. Cái này cũng khóa hết mấy chú, 20.000 cái mấy chú muốn bắt cái gì. Đâu rồi, thứ kẹp đâu rồi, đo cái ốc mấy ly vậy. Nè. Cái này ốc 12 ly mấy chú ha. Ốc 12 ly. Đó, kiểu nó bánh vậy nè. Phi 50-20 luôn ha. 50-20, cái này nó cấn rồi. Đó, cái này là 20.000 cái luôn, mấy chú mua kèm hay là mình làm gì đó, có khóa hết ha. Mấy cái này là nó có khóa hết. Nó có 3 cái này ha. Đó, 3 cái viên tròn này ha. 3 cái tròn này ốc chắc ốc 6 8. Này ốc 8. Rồi, số 22 là 20.000 cái luôn, mấy chú mua mấy cái thì cứ báo tiền. Có nhiều đây thôi nha. Đó. Rồi 23 Eto. Dạ, bữa nay được mấy con Eto luôn mấy chú ha. Nè. Con Eto này là cái lô trước mà anh chú anh chốt mà anh nói để chuyển khoản rồi hả gửi nè, mà từ đợi hoài tới nay mà anh không chuyển khoản ha. À, bà nhắn anh không trả lời thì hôm nay em lên clip lại nha. Em xả em lên clip. Đó, rồi số 23 là một con Eto nè. Con Eto này ha, thép là thép thời không biết thời gì nữa mà nó rất là nặng mấy anh chú ha, thép đặc lắm luôn. Nè. Con này coi nó nặng như chợ. Con này nặng hơn 4 kg mấy anh chú. Quá nặng, Eto kẹp bàn ha. Nhìn mẫu mã nó rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đây. Con này nó 8 phân ha mấy anh chú ha. Đề ngang nó 8 phân nè ha, 80. Cái này mặt cái mặt kẹp của nó là mặt gời ha, kẹp gời. Mấy anh chú xài mà nó mòn hay là nó ấy rồi á thì mấy chú có thể thay cái mặt ha. Đó. Thay cái mặt Eto đây, cái mặt nó còn rất là bén, răng bén luôn, mặt gời.
con này nặng làm khó làm ăn quá, cầm không nổi luôn đó. Không biết nó hở được bao nhiêu nữa, hết chưa không biết. Trời, nó còn một phút nữa mới cha. Cầm không nổi, cầm không nổi một tay nữa. Cái này nó gần 7 phân bánh chú. Đâu rồi? Tiền đang mở ra nó 6 phần 8 à. Chưa mở hết. Đây, bánh chú ha. Thấy nhìn cả màu cái lực lượng của nó không? Rất là hùng hậu ha. Nè, rất là đẹp. Con đe đẹp luôn. Đó. Khi mà người ta nói chốt hàng á, tiền hàng tiền để qua một bên á, tới lâu sau mới biết, sau này tiền mới coi lại, bữa sau mà không chốt thì tiền xả thôi. Có nhiều người ta hỏi thì không có, thì người ấy thì cứ để hoài luôn đó. Rồi cái con này nó, con này số 23 ha, 600.000 mấy chú. Ây dạ. Rồi con 24, con này thứ dữ nữa nè. Thép này là thép thời thời bảo đại, thời gì, thời cổ luôn á. Thép này là thép cổ luôn mấy anh chú, nhìn cái thép của nó nè ha, mà xài nó chạy ha, nó có chút xíu gì mà nó nặng bà cố luôn nè. Cái mặt nó chạy gì nè, mà nhìn cái chất thép mấy anh chú nè. Con này nó nặng 3 kg, 3 kg, chưa được 3 kg, 2 kg 8 đó. Cái mặt của nó nè, mặt ngang của nó ha là 6, hơn 60 ha. Hơn 60 xíu ha. Đè của nó nè. Cái nước sơn hay con này xài thì rất là bền. Con này thép. Thép thép cổ. Thép cổ, cốt giống cốt hàng luôn. Để tìm coi. Hàng hàng cho dính cây hả? Đúng là con này nó cổ cho người ta mới hàng, kiểu mà nó cái này nó có hàng nha mấy chú, mà tiền không biết là nó ấy sao nè. Cái thép của nó xài cái mặt này mặt liền, nhưng mà xài găng nó không có mòn luôn nè ha, kẹp nó không mòn, nó có chạy ở trên đó. Con này khá đẹp luôn ha, kiểu nó rồi. Trời ơi, con này hở hàm xa lắm luôn á. Trời ơi, con này hở hàm xa dữ vậy. 6 phần, hơn 6 phần luôn. Rồi, con số 24 ha, 450.000. Cảm xíu mà nặng mà cố. Còn 25. 25 con này nó 3 phi bạ 75 ha. Này ở tô 75 nè mấy anh chú. Rút chi gì nè. Đó. Mai cuối tuần mua thùng bia đi qua cái bên tiệm đó đó. Mua thùng bia qua cho thằng bán dép anh coi. Bữa nào tôi lên video đã quay bắt nhạc đùng 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 bên đó. Đây. Giờ mày giác thùng bia hết. Mày đẩy cho nó mặt hết tao cái. Con này phi 75 anh chú ha. 75 để coi độ hở hàm nhiêu. Đây, nói chung là trứng sau này mua mấy con Eto tiễn tiễn không mấy chú ha. Đẹp, với Eto kẹp bàn dễ xài, dễ sử dụng. Con này nó 5 phân. Có chạy đi xíu. Cấn đi xíu. Đó, thấy không? Nước sơn đồ khá đẹp, ok luôn. Rồi số 25 400.000. Rồi 26 nè. 26 là con này con nhỏ nè. Cái gì nè, sandbox gì nè. Đen, đó.
Con này 38. 38 ha, kẹp bàn luôn. Mấy con này nó nhỏ mà nó nhiều khi cần không có nè, rất là lợi hại. Rồi con này độ mở hở hàm của nó gần 3 phân mấy chú ha. Rồi số 26 là 240.000. 27. Đây con này con 38 nữa nè. Miệng đẹp ha. Con này nãy cấn xíu. Nước sơn thì có chóc len lỏi đè nè, tròn cái đuôi đè bự ha, kích bự. Con này đít bự nè. Con này đít bự, con kia kích có chút quét à. Con này 38 chắc độ hở hàm cũng y chang vậy chứ mấy chú ơi. Rồi số 27 240.000 luôn. Nó nhiều khi để con trong ở nhà lặt vặt kẹp nó. Chắc nó cũng vậy á. Ủa sao con này mở tới 3 phần rưỡi chưa à? Chắc còn dặn nữa đó. Rồi số 27 ha, 240.000. Rồi 28 nè. 28. 28 con mỏ đít găng mấy chú ha. Rồi bữa nay mỏ đít găng. Đây, mỏ đít găng, con này găng quá trời đẹp mấy chú ha. Nè. Găng hàng bãi mà găng như vậy là như găng như chưa xài vậy mấy chú ha, xài rất là bền luôn. Cái thép của nó bền lắm mấy chú ha. Cái này MCC ha. MCC size 300 nè. Nó hàng bãi thì nó có thể là chốc nước sơn ha, nước sơn chứ còn hàng găng của nó ok. Cái này độ hở hàm của nó là 6 phân bên chú ha. Đó. Cái răng này nè, bên này nó có cấn, cái dấu. Dấu này giống như là dấu mũi liền á. Nó mẻ một. Dấu mũi liền á chứ không phải là nó mòn răng luôn. Đó, rồi. Số 28 ha, 200.000. Này thì dặn lên rồi, mắc cho mất thời gian dặn xuống á chứ còn dặn xuống là ok hết ha. Vệ sinh nó ok hết trơn bên chú yên tâm ha. Rồi số 28 200.000. Rồi số 29 con này cũng vậy luôn, con này Mitsubishi, con này Mitsubishi nè. Con này 300 mấy chú ha. Size 300 cũng y chang con kia luôn ha, mọc in chìm. Găng nè. Đó, mấy anh chú thấy thích thương cái thương hiệu nào thì mình sử dụng cái thương hiệu ha nấy ha. Có nhiều người thích thương hiệu. Nó găng quá đẹp. Rồi cái này độ hở hàm cũng nó còn 5 phân rưỡi nè, lò xo rất là ok luôn. Rồi số 29 ha, 200.000. Cái này chốc nước sơn ha, còn cái thép nó còn đang xì lì luôn, không có bị gỉ đâu hết. 29 200.000. Rồi số 30 nè, 30 con này con cán nhôm ha mấy chú ha. Con này là con của Hit, xe này xe 250 luôn, Hit Japan Tohokyo. Cán nhôm, con này cán nhôm cầm lên cái nó nhẹ tinh, bỏ vô vỏ đi làm trời ơi, nó nhẹ luôn, găng nó quá đẹp. Đó. Găng nó đẹp mấy chú ha. Con này á hở hàm của nó là được 5 phân mấy chú ha. 5 phân. Rồi số 30 200.000 luôn nè. Rồi 31 con này găng xấu nè. Con này nè. Có mòn nhưng mà có dấu cấn. Có dấu cấn ha mấy chú ha. Con này nhỏ, con này của Luster. Con này xây 200 ha. Con này găng xấu 200. Con này găng đẹp là giá 150. Con này 100.000. 100.000 chắc. 31 100.000. Rồi 32, 32 một cái khoan tay mấy chú ha. Khoan tay thì mình làm gì ta? Mình để khoan khoan tay. Lấy cái mũi khoan ơi, xong lại gắn cái mũi khoan nào vô đây chân vậy? Rồi đó đó, lấy cái mũi khoan gắn vô một mũi. Mũi nhỏ nhỏ, mũi 6, mũi 8 gì đó. Đó, mũi khoan tay này để mình sử dụng lặt vặt cho gia đình hoặc là sưu tầm rồi ha mấy chú ha. Chứ còn bây giờ muốn mà khoan gì nó có máy đưa vô bắn tạc 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 rồi. Đó, mấy cái này thì dặn dụng vân tay nè đó. Đúng.
rồi gác lên, treo lên. Rồi số 32 ha, cái này chắc kẹp tật mười á, từ nhỏ tới lớn 10 ly á. Cái nào cũng vừa hết. Đó. Rồi, kẹp rồi, khoan thôi Minh chú ha. Đó. Rồi số 32 ha, 150.000. Rồi 33 nè. Lấy cái cam muống nè. Cam muống gỗ. 33 nè, 33 cây này cây cắt kẽm nè. Đâu rồi cây kẽm bự ngày qua đâu rồi? Cây này cắt kẽm 6 ly Minh chú ha. 60 ly đổ xuống nè. Kẽm MCC ha. Cây chóc hút sơn rồi, mà lưỡi nó còn khá đẹp ha. Khá đẹp, khá thích luôn. Xe này xe 350 ha. Này cũng có dấu Sài Gòn. Nó cắt có kẽm bành đi ha. Đó. Rồi, số 33 ha, 150.000. Rồi 34 nè. 34 một cán búa, một cái đầu búa. Đầu búa này có cái cán nhưng mà nó xấu quá em lấy ra rồi nhưng mà em không có tra cán ha. Mấy anh chú nào mua thì tiền kèm cái cán cán này cán búa của Mỹ nè. Ủa. Cho mấy anh chú về tự tra ha. Mấy anh chú ông mấy ông thẩm mỹ mấy ông tra thì sẽ đẹp không nó không? Nhìn nó tương xứng hay ghê không? Nhưng mà tại tiền không có thời gian. Chứ mình tiền mấy thằng nó không có thời gian nó tra nữa. Nó. Nè. Cái này mấy anh chú cán này cán xịn nha, cán này cán của Mỹ á. Đó, cái này là một một ký ba nè, đầu búa nè, ký ba nè, mọc đây nè ha. Đó, búa bắt giác. Búa không có bị tè đầu mấy chú ha. Búa còn đẹp nè. Một ký ba. Rồi mấy chú nào mua thì kèm cái đầu búa này số 34 ha là 140.000, mấy chú về tra cán luôn. Rồi 35 nè, 35 là hai cái đầu búa ha. Hai cái đầu búa. Cái này Maruki, Maruki búa búa bi nè. Đó, có mọc nè ha, đầu búa nó đâu rất đẹp luôn. Cán búa bên tiền nó hết rồi. Hở hở nó không có có loại nhỏ này, còn loại lớn không à, nó không có tra được, không có tương xứng được ha. Rồi cái này nó số 35 hai cái này 100.000, hai đầu búa này 35 100.000. 36 nè, 36 một cái cắt ống ha. Cây cắt ống nè. Nè, lưỡi còn rất đẹp mấy chú ha. Nè. Lưỡi đẹp luôn. Hiệu Lily đó, Lily cắt gì đó. Cái này nó cắt từ 3 đến 30 từ 4 đến 32 mm nè mấy chú ha. Nó có thông số nè. Găng. Bụi. Rồi số 36 140.000. Rồi 37 nè. Cưa ha. Bên đây. Cưa tay gì mà. Đây. Bao cán cưa còn rất là đẹp ha. Cưa tay gì mà đây nha. Xém chắp hút xì vô đây xíu ha. Đây, lưỡi rất là bén mấy chú. Ghẹo nó hoài luôn á. Đây răng rất là bén luôn. Tajima ha, hàng trên đây thì nó hàng bãi nó ốm ở đây thôi chứ còn lưỡi nó rất là bén. Mấy anh chú mà mua mấy cái cây này nè. Lưỡi này lưỡi 21 nha. Mấy anh chú mua là mấy cái này này xong này xài lưỡi mà nó lục không vũa được nữa thì mình thay lưỡi thôi ha. Cán là còn xài hoài luôn. Rồi số 37 150.000. Rồi 38 nè. 38 1 mã lưỡi cưa. Đây, cái lưỡi cưa này rất là đẹp mấy anh chú. Lưỡi này cực kỳ bén ha. Lưỡi này là lưỡi cưa xếp nó. Rồi cứng khừ luôn. Cực kỳ bén luôn mấy anh chú. Còn mới tinh. Rồi một lưỡi cưa ngách luôn. Rồi cặp này ha, số 38 110.000. Rồi 39 nè, 39 là vít. Vít nè. Đây một cái vít dẹp của Bích Xeo ha. Vít này khá đẹp luôn ha, mũi vít. Rồi ba cây này là BH1, hai cây một cây BH1 nè. Cây một B Bích Xeo luôn ha, mũi vít rất là đẹp luôn. Có cây cũng có xài rồi, giấu xài rồi ha. Này, này BH2 nè. Đó.
cây dài cây ngắn. Cây này 25, cây này 20. Rồi, số 39 là 200.000. Số 40 nè. 40 ha. 40, cây này hàng của Sa Băng nhưng mà nó không biết hiệu gì đây. Chày rồi, chày ở đây mấy chú ha. Mũi dít thì rất là đẹp, cán còn khá ok luôn. Rồi, cây BH1, BH1 này nó có nhiễu chì chút xíu nữa này. Cây BH1 này hơi xấu ha. Nhiễu chì chỗ này. Rồi, cây BH2 nè. Nó đẹp. Rồi, cây này BH2 dài thường thường luôn. Cây này dài 30 luôn. BH2. Rồi, bộ này ha, số 40 200.000. Rồi, 41 nè, 41 một cây BH3 ha. Cây này BH3, cây vít đóng luôn, của vít xeo luôn mấy chú ha. Nè, nó mấy chú xài mũi lớn nè. Nè, thấy không, cái mũi vít giống như là chưa xài vậy đó, rất là đẹp. Đóng luôn ha, rất là nặng luôn. Cái này nó 27, dài 27. Rồi số 41 nè, là 70.000. Rồi 42 ha, 42 một cặp này ha. Một cặp cán gỗ, cái này là BH1 mấy chú ha. Của vít xeo luôn nè, vít xeo BH1 nè. Cái mũi vít có dấu xài rồi mấy chú nha. Nè, có dấu xài rồi. Đó. Cây trừ nè. 500 hết mạnh dễ sợ. Hai cây này cây đóng không chú ha. Cây này có chống oxy, cây này còn mới luôn. Đẹp. Rồi, số 24 100.000. Ủa 42. 100.000. 43. 43 hai cái cây kiềm. Kiềm cắt. Cái này 16, mấy anh chú mà mua đơn mấy chục này thì mấy anh chú có thể dòm gộp đơn ha, gộp đơn 14. Cái lưỡi này kìm gấp ha. Rồi cây này thì kìm cắt điện nè. Đó, để xài trong gia đình. Rồi 43 60.000 ha, 60.000 một cặp này, 43. Rồi 44 một cây kìm điện nè. Đó, mấy anh chú có thể mua mã này mã kia rồi gồm đơn nhau. Cây này cây Mary mấy anh chú ha, cây kìm cắt điện rất là ok nhưng mà nó bị cấn cái bao da chỗ này nè. Là mấy anh chú về phải quấn đồ dữ lắm mới xài cắt điện được. Cũng mà nó hở này 16 năm ha, còn mũi Mary thì nó rất là dày. Lưỡi nè. Rất là ngon lành. Rồi số 44 ha, là 60.000. Rồi 45 nè. 45 ha. Vừa cắt mà vừa tuốt luôn nè. Cái này nó, cái này của tốt nè. Tốt. Có rỉ một, có sần ha. Cây này cũng là 16 luôn anh chú. Đó. Cắt rất là ngon lành ha. Cây này có tốt dây điện, ngon lành luôn. Rồi số 45 ha, 40.000. Rồi 46 nè, 46 cây này cây cắt điện quá dài luôn. Cây này của Mary nữa nhưng mà nó cán nó bị xấu nha. Nè, cán nó chóc bao da rồi. Cây này dài lắm luôn, cây này dài 21 năm. Lưỡi thì thấy nó thích đó mà có dấu xài ha, có dấu hở. Có dấu hở chút xíu cho nên nè. Bao da thì nó xấu rồi. Nếu mà anh chú có cắt điện thì phải ấy bao da lại. Cắt chỗ này nó không bén bằng chỗ này. Đó, chỗ này mũi nè. À, cái phần dưới đây nó hở hơn chứ phần trên cắt rất là ok. Hoặc là cắt kẽm. Rồi số 46 ha, 100.000. Rồi 47 nè. 47 là hai cây ha. Cây này cây kìm gấp, kìm nhọn. Kìm nhọn găng còn rất đẹp mấy anh chú. Đó. Lưỡi cắt thì thấy khích nè. Rồi, nói chung là cắt khá ok. Cái này 16 mấy anh chú ha. Rồi một cây Mujiza. Mujiza ha, xay nhỏ mini ha. Xay này chắc có 10 15. Đó, cắt ẻm gia đình thì rất là ok, có trợ lực luôn. Cái này nó 15 rồi. Rồi cái bộ này, cặp này ha, số 47 nè. 47 ha. 47 là 70.000. Rồi cho dây điện đi bạn,
48, 48 một cây Mujiza luôn. Cây này lưỡi khích khá đẹp mà dày luôn ha. Nhưng mà đây nó có nhiễu chì. Đó, nhiễu chì một giống này. Cái này 16 nè. Lưỡi rất dày, bên chú cắt rất là ngon lành luôn. Mà cho ngoại hình nó xấu nha, ngoại hình nó xấu cho giống con này nè. Rất là im luôn. Rồi số 48 ha, 48 là 40.000. Rồi 49 nè, một cây Mary ổ bậy Toyota. Toyota cây da băng anh chìm luôn nè. Cây này cây cắt kẽm đồ ngon, rất ok luôn nè. Cây này nó không có bao da mấy anh chú ha. Mũi rất là dày luôn. Gần 16 nữa nè. Ha. Đó, mấy cái lưỡi này cắt ngon lành. Rồi số 49 là 50.000. 49 50.000. Rồi số 50. Đó, tại bên chú hỏi mua lẻ nên tiền lên lẻ thôi. Đó, 50 cây này cây kìm nhọn ha. Găng còn khá đẹp luôn. Cái này xây nó xây 16. Trời ơi, quá im. Cắt bụp bụp luôn. Rồi số 50, 30.000. Rồi số 51 nè. 51, cây này cây kìm điện. Kìm điện nhỏ bên chú ha. Cây này dài 16 năm mà. Lưỡi này TTC ha. Răng cũng còn khá ok. Còn được. Cây này cắt còn nặng quá. Rồi số 51 60.000. Rồi 52. 52 cây này cây cắt ống nước. Cây kìm cắt ống, cây này của Lotter mấy chú, Lotter in nổi luôn ha. Cắt cáp là 7 ô 42 nè. 42 đổ xuống luôn ha. Tối đa là 42 lưỡi của nó nè. Lưỡi có xài ha, lưỡi hàng qua sử dụng mấy chú ha. Không mẻ. Da băng in nổi luôn. Cây này lưỡi cái lưỡi nó có nguyên con tôm cho bá luôn anh chú. Rồi số 52 ha, 180.000. Rồi 53 nè, cây này tiền không biết cạp, phải cây cạp không nữa. Cây này quá trời bự, quá trời dài. Cây này nó tới 34 anh chú, biết phải cặp ghế không nữa. Nè, cái này nó một như vậy trời, một tấc 8. Một tấc 8 ha. Ủa một một phân 8. Khủng ghê luôn. Cái vòng tròn của nó nè. Quá bự. Lưỡi đẹp anh chú ha, lưỡi rất là thích, đẹp luôn. Đó, cái này nó không có chữ anh chú nha, không có chữ. Lưỡi rất là thích. Rồi cái 53 này ha, 300.000. Lưỡi còn rất bén luôn. Rồi 54. Đây, cây này là cây cắt kẽm nè. Kẽm mà thép của nó rất đẹp. Cây này thì không thấy chữ mà rất là nặng anh chú. Cái này nó giống như là thép nó đúc nguyên cái cây này nữa. Lưỡi nè, lưỡi nó thích hở trong xí nè, hở cho ở phi phần trong á, nên mà này cắt kẽm thì ok. Cái này mấy ông cắt kẽm bonsai hình như là quá im đó, quá trời im luôn, quá trời bén luôn. Rồi số 54 ha, 150.000. Rồi 55 nè, 55 là một cây đuôi chuột đó. Hôm nay chú nào chốt đuôi chuột top nè, 14 12 nè. Răng quá trời đẹp ha. Ok. Rồi số 55 ha, 140.000. Sao mà xếp xuống hết trơn rồi nó bay rồi sao mà thấy đường đây. Tự nhiên xếp xuống rồi người ta có thấy đường đâu. Thằng quỷ này. Cái này 17, 17, 13 mấy chú này của top. Cái này đuôi chuột nó bị quéo một mình. Cái này là ốc dài mấy chú nha, ốc dài á. Răng nè, răng còn quá trời đẹp luôn ha. Đó, mấy cái đôi chuột này dặn ha.
Dặn mấy chú dặn để bắt vô con ốc thì dặn vậy thôi, khỏi dở lên ha. Đó, dặn vô dặn ra thôi ha. Tiện lợi. Rồi số 56 ha, 150.000. 57 nè, 57 cây này cây của tốp luôn. Cây này ốc dài luôn, cái này 14 13. Đó, 14 13 mấy anh chú ha. Nè, răng đó nè. Không có bị mòn ha. Đó, rất là đẹp, ốc dài luôn. Đảo hai chiều. Rồi số 57 150.000. Rồi 58 nè, 58 cây này cây 14 17, 14 17 cây này của MCC ha. Cây này nước sơn còn luôn. Ốc dài luôn mấy chú ha. Răng nè, quá đẹp. Chú mua hàng đôi chuột, hàng tiễn không đó, hàng nó. Rồi, số 58 150.000. Rồi 59 nè, 59 một cây kiềm bấm chết, cây kiềm bấm chết. Cây này nó xây bằng cây hoa, cây 18 nè. Cây này nó không thấy có thương hiệu mấy chú ha, không thấy chữ nó để đâu chứ. Này nó quên in rồi. Nhà sản xuất quên đóng gói à, quên đóng dấu, quên đóng chữ. Đây nhưng mà răng rất là đẹp mà, răng còn khá ok luôn. Nè. Đó, răng còn rất là bén. Rồi, số 59 nha, 150.000. Rồi số 60 nè, hai cây kèm cây mỏ lết. Cây này của Lotter mấy chú ha. Lotter thép này là thép đen nè. Mọc in chìm. Đó, nguyên con tôm in chìm đúng luôn nè. Này xây 5150 mấy chú. Này nó 7/8 nhân 6 inch. Lotter thép đen ha. Con này khá ok luôn nè. Thép đen nó kiểu như nó nặng ghê luôn á. Nặng chì xuống. Rồi số 60 ha, 50.000. Rồi số 61 nè, 61 cây này cây 6 inch luôn. Cây này của USA mấy chú ha. Đó, cây này cây của Mỹ nè. Đó. Cây Nguyên Sĩ Tớp. Cây này có nè, nó có gờ nhẹ nè ha, gờ nhẹ. Xây nhỏ. Xây rất là thấy cưng. Đó. Cây này có gơ mấy chú ha, gơ nhẹ nè. Rồi cây này của Mỹ, cây này số 61 50.000 luôn. Rồi 62 ngày qua mấy anh chú hỏi quá trời mấy cái này nè, kêu soạn nè. Cái hàng này bấm móng tiền soạn ra nó còn nữa chứ. Đã mua hồi trước chừng có về một lô móng bấm móng USA, bóng móng chim. Móng móng tay mà hiệu của Trim. Trời ơi, tầm bậy tầm bạ không à. Đây, cây này cái Trim nhỏ, cây này cây Trim lớn. Đó, hai cây mấy chú ha. Hai cây này mấy cái hàng này chưa xài. Tiền tưởng đâu hết rồi. Hôm qua nay soạn ra mấy ông lại hỏi. Hôm bữa giờ không thấy quay nữa tại vì này nó lộn xộn quá trời nhiều hàng rồi tiền quên đó, quên mất. Đó, rồi mấy chú ngoài qua cái mã qua trời mấy ông hỏi nè. Rồi hôm nay tiền lên mã y chang qua luôn nè cho mấy ông chốt nha. Mấy ông nào dặn thì chốt đợi dùm tiền ha. Đó, hai cái bấm móng chưa xài chứ, hai gọc giấy nè. Đó. Rồi số 62 70.000. Rồi 63 nè, hai cây gọc giấy luôn. Mấy cây gọc giấy này hàng rất là đẹp mấy chú ha, hàng nè. Cái này xài rất là bền mấy chú, về thôi xài hết mua dao để vô thôi. Đó, rồi hai cây chim lớn cây chim nhỏ luôn. Mắt made in USA luôn nè ha. Cái này về không trước có một lô á mà nay tưởng sót. Rồi cái này hàng chưa xài á, hai bấm móng chưa xài á. Rồi 63 70.000 luôn, rất là rẻ cho mấy anh chú xài. Mấy cái này xài gia đình ngon lành luôn, dắt bỏ túi luôn. Hết gọc giấy rồi, mong mốt là lên gọc giấy rồi xọn móng tay tiếp. Rồi 64 70.000. Rồi 65 nè. 65 cây kéo bếp bên chú ha, cây kéo hồ lô nè. Kéo này của cây cút mà cái này nó hơi xấu nha, chóc nó xi rồi. Cái này nó có rỉ nhẹ trên thân này xíu nè ha. Mấy cái kéo này cắt bếp thì nó ok. Cái này cắt hành ngò rất là bén bên chú ha, hàng nó rỉ nó xấu hết rồi mà rất là bén bên chú ha. Mấy kéo này nó bén dữ lắm. Rồi số 65 70.000 nè. 66 nè, 66 cây này cây của cai luôn nè mấy chú. Cai nè ha.
sần ha. Đó. Nhưng mà cái kéo này thì mấy chú xài nó hàng nó xấu, như xài bền lắm mấy chú. Nè. Rất là bén ha. Rồi số 6 70.000. 67. Kéo cắt tôn mã số cuối cùng. Kéo này cắt tôn công luôn mấy chú ha. Made in Japan. Cái này nó không có bao da. Cái này nó 24. Đây. Cắt tôn mà mấy giấy mỏng gì mà mới đưa vô cắt ngon lành gì nè mấy chú, biết kéo bán cỡ nào không? Bán cực kỳ bén luôn. Đó. Cái này mà cái này kéo cong á, cắt bo góc đã lắm. Rồi, số 67 là 170.000. Đó. 67 ha, 170.000. Đó rồi, bánh cướng nè mấy anh chú nha. Bánh cướng nè. Cái này bánh cướp dĩa. Cướp này cướp đánh rỉ mấy anh chú ha. Cái này của Korea ha, Hàn Quốc ha. Mấy cái hàng này đó, lâu lâu mới có một lần luôn á. Cái này nó một tấc nè ha. Cái này độ dày của nó là 2 phân nè. Đó, nó nhuyễn ha, răng nó nhuyễn, xài nó rất là bền. Xài mấy anh chú xài là nó mòn thôi chứ nó ít khi nào mà nó văng tu lắm. Cái này đây nè. Cái này 13 ha, có 13 ly. Có 13 ly á. Cái này cước dĩa 70.000 một dĩa. Rồi cước chén luôn. Cước chén này cốt 10 ly nè. Cái này mắt của nó là 1.200 ha. Đó. Cước này đánh bền cực kỳ. 70.000 một chén luôn. Đó, rồi xe đẩy tiền cũng còn nữa kìa mà. Còn mấy cái xe đẩy á mấy anh chú. Xe đẩy này để trong kho để đồ nè. Tải nó là 170 kg mấy chú ha. Cái này của Đài Loan. Đó, xe này là 300.000 một chiếc. Rồi, mấy anh chú nào mà ưng cái số nào thì cứ gọi cho Tuyền ha. Số điện thoại của Tuyền cũng nằm để phần tiêu đề video. Rồi, Tuyền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ ha. Xem kênh thấy thích thì cho Tuyền xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo từ đăng ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình. Bye bye.